Cho đến hiện tại, ban tổ chức của Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn chưa có thông báo chính thức về số phận của Jack. Vì vậy, dân tình cứ liên tục sôi tới sôi lui để kiểm chứng liệu anh chàng có thật sự không sang hàng ghi hình hay không. Vào ngày 29 tháng 8, đoàn nghệ sĩ tham gia Running Man Việt Nam mùa 2 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng sau hơn một tuần sang hàng ghi hình. Nên Du Lân Ngọc, Karik, Trương Thế Vinh, Thủy Ngân đều có mặt và diện đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn. Mặt khác, các nghệ sĩ cũng cập nhật trên trang cá nhân về hành trình trở về Việt Nam sau một tuần xa nhà. Khi xuống sân bay Đà Nẵng, dàn sao Running Man Việt Nam và ekip đã cùng chụp hình làm kỷ niệm. Trong đó có một nhân vật có dáng là ná sót, kiểu bố dáng cũng tương tự anh xuất hiện trong đoàn, làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ đã âm thầm sang hàng và cùng trở về với cả đoàn. Ngoài ra, một số chi tiết khác cũng đáng chú ý không kém là có một người vóc dáng tương tự như Jack cũng đi cùng Trương Thế Vinh và còn mặc đồ giống dàn cá Running Man Việt Nam. Loại chi tiết này khiến người hâm mộ nghi ngờ thực chất Jack vẫn chưa rời khỏi chương trình, chỉ là hạn chế xuất hiện ở thời điểm này để làm dịu dư luận. Mặt khác, nhiều người có mặt tại sân bay Đà Nẵng và nhìn thấy đoàn Running Man Việt Nam cũng đã xác nhận rằng người đi cùng Trương Thế Vinh kia không phải là Jack. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc Jack có tiếp tục tham gia chương trình sau khi nhận được phản hồi gay gắt từ công chúng hỏi lùm xùm tên ái hay không. Bên cạnh đó, lịch chiếu Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn chưa được xác nhận. Tin tức từ đài SMS, đơn vị hợp tác với Running Man Việt Nam mùa 2 cho biết chương trình dự kiến sẽ phát sóng vào nửa cuối năm nay. Một số hình ảnh về dàn cast Running Man Việt Nam.